Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình là trưởng Sở Ta đây, ok. Ui lạnh quá. Ok, và buổi tối mình xin chúc anh em một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình và những người yêu thương của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đánh nhau với các bạn trong group của mình. Thì có một bạn nhắn tin gạ gẫm mình khá là liều luôn. Anh ơi, solo với em đi, em thách anh đấy, xong bắt đầu chơi solo tiền cũng được. Đấy, và để phục vụ nhu cầu của bạn ấy, mình sẽ chơi hết mình và chơi nhiệt tình thôi. Thì đấy, thì chào cậu. Và ngày hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa giữa hai thánh ngộ nghính, ấy lộn, ngộ khỉ nha anh em. Mình trong tay đó chính là ngộ không băng, còn bên kia đó chính là ngộ không lửa. Thì anh em cũng biết rồi, hai cái gì đấy, làm cái kèo 200k một mạng, ok luôn. Đấy, bạn thích là được thôi, thích thì mình chiều thôi. Không sao cả anh em ạ. Ú cha, trời đất ơi, lao vào nhau như châu húc mả, và cuối cùng là không ai hơn ai cả anh em ạ. Đấy, đang lắc cái mông lé nhẹ cái chiêu, và cuối cùng là nhìn nhau bằng ánh mắt xét tình anh em ơi. Làm sao, thích ăn chuối hả bạn ơi? Đấy, tự tin khoe cá tính nha, bình tĩnh. Đó, không đi đâu mà vội mà vàng, rồi luôn. Một gậy này, hai gậy này, ba gậy này. Ui, nhưng mà có vẻ như mình yếu hơn anh em ạ. Đấy, nó đập một phát là mình mất đi hẳn một nửa cây. Úi giời ơi, tôi làm sao? Làm sao nhỉ? Trời, cấp độ 4 này, hai gậy này, đó nóng máy là tái vô gì mà bông muôn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Định mệnh anh mà, không khác gì cầm 200k đập thẳng vào mặt ông. Ông tiêu đi. Thôi xong rồi, một mạng. Đấy, bạn phải nhắn tin là một thùng mì tôm nó mới đúng anh em ơi. Thôi không sao cả. Đấy, thất bại là mẹ thành công. Có công mài sắt, có ngày chay tay mà anh em. Đấy, bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính nha. Rồi, đã tàng hình đây rồi. Nói chung là cứ bình tĩnh thôi. Làm sao, làm sao? Trời ơi, như vậy là ngộ không tem bên kia có phần rụt rè hơn. Đề nghị bạn uống ngay cái hụm rượu ba kích để mạnh mẽ ăn xem nào. Đấy, tỉ thí võ công với nhau xem nào. Ư nè, một gậy thôi là nhớ nhau cả đời rồi. Áo, trời, tôi mạnh mẽ lên người. Người anh em thiện lành, làm gì đây? Đang có một pha khiêu khích không hề nhẹ. Ôi, nào, trời đất ơi, đứng nhìn nhau ạ. Thương ấy bi, thương lắm cơ anh em ơi. Hai thánh khỉ đang nhìn nhau như hình với bóng vậy. Đang hỏi nhau ăn chuối hay không, nhưng mà không. Trong cái giờ phút này thì mình chỉ muốn ăn bạn thôi. Làm sao này, ra đánh nhau đi. Mình sẽ lên cái thành kiếm nhá, để cho nó mạnh hơn này. Đó, pha này mình sẽ bằng trụ luôn, chứ sợ cái gì. Mình lại sợ bạn quá túm tóc. Túm tóc đó, trời ơi, tát đó, trời ơi, nhưng mà trong trụ anh em ạ, lại phải chạy ra thôi, khá là đáng buồn luôn. Ôi luôn, tôi té, 36 kế chuẩn là thượng sách, chứ không nóng vội là không được đâu. Cứ từ từ khoai nó mới nhử được anh em ạ, đấy, lỡ ngớ là chết hòn đấy, những cái tình huống ngàn cân treo sợi bún mà anh em lao vào, đấy, mạnh mẽ lên, đấy, cổ vũ tinh thần. Hết mình đánh nhau ấy là mạnh mẽ lên, khô máu như hai thằng đàn ông xem nào. Ok rồi, như vậy là đã ok với cái sự khiêu khích của mình. Ui, thông báo gì đấy, cứ đang solo thông báo rồi luôn lao ra, rất là bất ngờ. Trời đất ơi, này thì chui cho bụi chuối này, này thì hư nè, đấy chém một cái này, úi rồi nổ chí mạng liên tục đấy anh em ơi. Thôi trời đất ơi, nhắm mắt xuôi tay gạo say ra cướp rồi. Hai mạng vãi cả trường luôn. Bạn phải nhắn tin là hai thùng mì nó mới đúng anh em ơi. Ôi giời đất ơi, đúng là kiếm tiền là dễ anh em ạ. Thì có nhiều anh em muốn solo với mình ấy, thì anh em cứ nhắn tin hoặc là anh em comment bên dưới clip nhá. Mình rảnh thì mình sẽ rep và mình sẽ giao lưu. Đấy, nói chung là vui thôi. Mình thắng thì mình cũng không lấy tiền đâu, và mình thua thì đấy, mình xin trao tiền cho các bạn. Đấy, ok. Ôi, úi giời, phát điện tàng hình. Đập này, 1k mốt đam. Trời đất ơi, đó, sức sốc sát thương bây giờ nó quá bá đi. Đúng là cái tỷ lệ chí mạng, nó tỷ lệ thuận với cái độ đẹp dài mà. Cứ đẹp dài là đập nó sẽ xuân hết. Ok, khô máu luôn này. Trời ơi, Ngộ Không làm cái gì kia? Đó, đánh nhau xem nào. Châu bò đánh nhau ruồi muối chết giờ. Trời ơi, tránh xa mấy con lính ra. Tôi chơi bạn đùa đấy. Tôi lại sợ bạn quá, úi giời, đập vào lính. Ôi, thôi trời đất ơi, đó, nhẹ nhàng ra đi, cụ đi chân lạnh toát rồi anh em ạ. Như vậy là có ngay một mạng cho mình, thơm ngon bồ đẻ mút chùn chùn mà thôi, gỡ gạp được lại tí nào hay tí đấy anh em ạ. Thôi cứ từ từ nhẹ nhàng nhá, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên mình farm lính thôi anh em ạ, tận dụng trong cái lúc Ngộ Không nó đang bị chết. Ơ nhưng mà nó dậy rồi, vai trưởng à, nhanh vãi.
Vãi cả linh hồn, đã đứng đây rồi ôi. Đập phát một rồi, Ngộ Không lao vào, hai băng băng và lửa đang lao vào. Như vậy là băng đã phải lùi lùi một xíu anh em ơi, bởi vì băng có vẻ là hơi thốn. Ngộ lửa thì cứ lúc trong bụi sao bắt đầu ra đập mình em ạ. Rồi tôi thấy là bạn đang tàng hình rồi nhá. Tôi né cái nhẹ này, tôi đập một cái vào mông này, rồi đó tôi lắc, tôi đập luôn này. Trời ơi, tôi né rất là điêu anh em ạ. Rồi đấy, lắc cái mông này, né nhẹ cái chiêu, chơi luôn. Ôi thôi sao, thôi tôi thông báo. Trời ơi, sao lại trong cái tình thế ngàn cân như thế này mà lại thông báo như thế này. Ui thôi, thôi mà, thôi, 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 thôi xong luôn rồi. Úp mặt vào sông quê rồi bạn nha. Đúng là hên đấy các bạn, đúng là lộc trời mà. Số trời đã sắp đặt. Hên anh các bạn, đúng là đen thôi đỏ quên đi. Hên là ông trùm. Ông trùm hết anh các bạn. Nói chung là chơi cái vị tướng này thì anh em cứ hên là anh em đập. Nó đập nó khỏe. Đấy, thằng nào đập trước thằng đấy thắng. Thằng nào né được thằng đấy ok. Đấy, rồi bây giờ chơi luôn này. Đó, cứ đập phát một thôi. Ôi, thôi xong. Bạn ấy rút trong bụi anh em ạ. Đấy, né được rồi. Bây giờ bạn làm thao. Nào, bình tĩnh nào. Trời ơi, đập thốn quá. Rồi, xong rồi, hai đều rồi. Có lẽ mình sẽ phải mở cái môn võ, gọi là võ màu mè lên để ra tay với bạn này thôi. Chứ đánh nhau như ôi trời ơi, lại núp bụi. Trời đất ơi, tôi tức lắm rồi đấy. Đấy, muốn ăn tươi nuốt sống bạn ấy, khô máu luôn đi. Chơi đi. Trời đất ơi, làm sao. Đấy, cứ lúc trong bụi bắt đầu bắt đạt mình em ạ. Đúng là khỉ già mà, khỉ có mưu mẹo. Mưu mẹo cả đấy. Nói chung là anh em chơi game là anh em cũng phải có mưu mẹo, chứ không là chết đòn. Đấy, nhưng mà mưu mẹo làm sao. Mình là mình đẻ ra bạn. À không, mình là đẻ ra cái trò mưu mẹo này rồi. Ok, bây giờ mình lại núp lại này. Chơi luôn, ui tôi xong rồi, đập vào đính ạ. Đó, lao vào nhau. Đó, như hai thằng đàn ông em ạ. Đánh nhau như thế nó mới thích chứ. Rồi luôn, rồi luôn, rồi luôn. Trời ơi, anh em thấy gì chưa? Không chết anh em ạ. Đúng là lộc trời mà. Số trời đã định rồi, lộc hưởng mà. Muốn chết cũng không được anh em ạ. Muốn sống cũng không xong. Khi mà trời đã sắp xếp rồi anh em ơi. Ok, có lẽ là thời đến. Không cản nổi được rồi. Bây giờ là chơi theo cái chiến thuật là hên không bằng mạnh. Đó, hên là trên hết rồi. Bạn đi đâu rồi? À, tàng hình à. Bắt bài ngay nhá. Lao vào này, đấm luôn này, đá luôn này, phác luôn này. Trời ơi, tôi ăn hai cái gậy như ý vào đầu tôi là bạn nằm bẹp díu rồi. Như vậy là 3-0 dành cho mình. Thơm quá anh em ạ. Người ta gọi là thơm mồm bổ phổi, tiệt trùng láo. Mạnh thế, chả mạnh thì sao. Một khi mà mình đã ra tay là gạo say nó ra cướp thôi. Thôi nói vui thế thôi anh em ạ. Gây sơm để làm gì. Cứ bình tĩnh đã. Từ từ khoai nó mới nhử được chứ mấy ngày. Ok nha. Bây giờ mình sẽ lên cái món giáp thống khổ nữa. Lên cái món này xong thì cái sốc sát thương cũng như cái độ thủ của mình nó trâu hơn anh em ạ. Đấy, nói chung là lên đồ anh em cũng phải rút kinh nghiệm một xíu. Đá, tàng hình à. Lẹ, ôi giời, chơi luôn này. Úi giời, đập này. Này này, một gậy vào đầu này. Hai gậy vào đầu này, lõm chưa? Trời ơi, chưa lõm mà. Thôi, thôi, thả mình thôi. Tôi thích đánh nhau không? Mình lại sợ bạn quá. Thôi đùa đấy, bạn lại về hồi máu. Thôi, mình cũng phải về thôi. Đấy, chứ bạn về hồi máu. Xong bắt đầu bạn lên đập mình. Mình còn tí máu là mình chết thì sao? Lúc đấy thì ai thương? Không ai thương cả. Cho nên thôi, ăn chắc mặc bền nha anh em. Ok, và món tiếp theo mình đang nghiên cứu không biết là lên đồ gì anh em ạ. Thôi cứ lên đồ sách giáo khoa đi. Đấy, nhưng mà bắt buộc là phải có cái món giáp thống khổ nhá. Đâu rồi? Nào, tự tin khoe cá tính xem nào. Đấy, ra đánh nhau nào. Đấy, ôi giời, lại nhìn nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt si tình à. Thôi bình tĩnh bạn ơi, ôi thì té được. Ui giời, bá đạo rồi. Bá đạo trên từng hạt gạo. Và lại một pha úp mặt vào sông quê đến từ vị trí anh Ngộ Lửa. Ấy. Ngộ Lửa hôm nay đã bị Ngộ Băng đáp bao nhiêu cục băng vào anh em ạ. Đến nỗi là tắt lửa luôn, tắt nắng. Hai mạng rồi. Rồi nói chung là mình thắng nhưng mà mình cũng không lấy tiền của bạn đâu. Đối với 200k của mình thì tiền mình không có, nhưng mà quan trọng là mình không có tiền thôi. Đó, tiền đối với mình là quan trọng ấy, nhưng mà trong túi lúc nào cũng chả có tiền anh em ơi. Đấy, rồi làm sao đây? Làm sao?
Đấy, chơi luôn này, á bạn lên được cái mắt rồi anh em ạ. Đấy, nhưng mà không sao, mắt thì mình vẫn tìm được bạn và mình đập thôi. Một gậy nữa, ôi không chết. Ôi rồi ôi trời, thôi bình tĩnh. Đó, may quá anh em ơi, giết được bạn ấy và mình cũng gần chết anh em ạ. Nói chung là pha đấy là pha gọi là thần trưởng. Cái gì ấy cài đặt đấy. Đấy anh em ạ, máy của mình dạo này nó cứ thế nào ấy, cứ đang chơi solo kịch tính như thế này, bắt đầu lại thông báo. Buồn là buồn dã man, buồn như con ngan anh em ạ. Rồi thôi mạng cuối nha. Ừ nha, mạng chuối, mạng cuối này. Rồi kết thúc game thôi, chứ để lâu cứ trâu hóa bùn, quá chua lại ra ổn đấy anh em ạ. Thôi mạng cuối đấy nha, trời ơi. Đấy mạng cuối là mình kết thúc thôi. Rồi cho bạn một cơ hội cúng cuội. Rồi lao vào nhau. Rồi bật lên, lên giáp hồi sinh, lao lên. Đấy, trời ơi, lên chiến dịch gọi là đổi đồ đây. Nhưng mà bạn ấy về rồi. Đó, mình đứng đây, mình chơi bạn luôn. Úi giời, ôi tí nữa thì bay vào trụ nó nhá. Lúc đấy thì thôi, cam quýt lẫn lộn nó hòa trộn vào nhau đấy. Úi giời ơi, làm sao, chơi bạn luôn này. Khô máu luôn, mình đang có giáp hộ mệnh cơ mà. Mình lại sợ bạn quá. Trời ơi, đó bán đồ đi, lên hết quy tịch độ này. Ui bạn chạy đi đâu, đúng là chạy nhanh vãi trưởng ạ. Thôi té một cái anh mà về thôi. Trời ơi, bạn ấy về, bạn ấy cứ rúc trong trụ anh em ạ. Mình mà đập một cái là vỡ trụ cái, vỡ cái alo. Lúc đấy thì thuê bao quý khách hiện tại không gặp lại được. Ok, mình sẽ lên cái liệt hỏa hủy này. Cái món liệt hỏa hủy này thì khi mà anh em kích hoạt thì nó sẽ gây sát thương chuẩn, tạo ra một cái chiêu chiêu gì đấy. Đấy, một cái vật thể gì đó phi thẳng vào cái con ngộ khỉ bên kia. Ok chưa? Rồi sẵn sàng chưa? Một mạng cuối cùng này rồi sẽ mình, nếu mà mình thua mạng này mình sẽ ấn đầu hàng nhá. Còn không thì mình đẩy trộ. Đấy, thế cho ok nhá. Làm sao? Ra đây cho nào. Trời đất ơi, cuối cùng rồi mà. Đấy, lao vào nhau đúng một pha cuối nữa thôi là kết thúc được trận đấu rồi. Đấy, mạnh mẽ lên bạn ơi. Nào, rồi uống được cốc rượu 3 kích rồi, bạn ấy có vẻ mạnh mẽ hơn. Bạn lao ra bạn đập mình đập bạn ta có tí máu. Nhưng mà hai thằng lao vào nhau và như vậy là ngộ không? Ăn chuối đây bạn ơi, rồi huyền thoại cho mình rồi. Đó, và có lẽ là clip nó sẽ kết thúc nha anh em. Khi mà mình thắng rồi các bạn, khi mà mình đã giết được bạn đấy rồi. À mà thắng rồi cũng đúng rồi anh em. Đấy, thì PP nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này nhá. Nếu thấy hay thì ủng hộ trưởng một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Anh em giả bộ đăng ký đi. Đấy, để cho mình sớm lên 1 triệu sub. Ok, giờ thì bye bye tất cả các bạn. Bye bye.